các bạn, trong clip ngày hôm nay tôi sẽ nói về cách viết linh phù cũng như là học linh phù có dễ hay không. Đây là một câu chuyện khá thú vị vì hôm nay thì tôi có việc đi viết một cái linh phù bán hàng, bán nhà cho khách hàng. Trước đây thì khi tôi đưa ra cái chủ đề này thì cũng rất nhiều người vào tranh luận. Thực ra thì có thể viết linh phù giúp gia chủ bán nhà, nhưng bạn phải hiểu bản chất của cái linh phù đấy là như thế nào thì chúng ta mới hiểu được. Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu về cái nhà khó bán trước đã. Nhà khó bán thì có rất nhiều lý do, có thể là do giá gia chủ đưa ra cao quá, cái này tôi cũng nói rồi. Nhiều người kỳ vọng ví dụ nhà của mình 3 tỷ nhưng mà lại kỳ vọng bán nó 3 tỷ rưỡi, 4 tỷ thì đấy là một cái điều khó đầu tiên. Tuy nhiên thì tôi cũng không đề cập nhiều đến cái này mà tôi đi vào những nguyên nhân liên quan đến phong thủy tâm linh. Chẳng hạn nhà của chúng ta xấu quá, sai phạm phong thủy nhiều quá thì việc mà chúng tôi đến thì vẫn phải hóa giải cơ bản về phong thủy thì mới có thể bán được, chứ ví dụ chúng ta bán cái nhà xấu cho người khác thì cũng không thể được. Đó là lý do tại sao mà khi viết cái linh phù bán nhà thì tôi vẫn tính công giống như đi tư vấn phong thủy. Nhiều người bảo là sao viết cái linh phù bán nhà mà đắt thế, mất tận 20-30 triệu, thậm chí có khi nó đắt hơn. Nhưng bạn không nghĩ là cái nhà bạn để không có, cái nhà bạn muốn bán có khi 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ tùy người. Cái đấy thì tôi không quan tâm. Tuy nhiên là khi bạn bán được một cái nhà như vậy thì cái số tiền bạn bỏ ra thực sự là không hề lớn, nó rất nhỏ. Thì tôi vẫn tính chung như là một lần đi xem phong thủy thôi. Và tất nhiên là làm linh phù bán nhà thì nó mất sức hơn, bởi vì là đi xem phong thủy thì tôi xem phong thủy xong mà về mình viết hồ sơ tư vấn hướng hóa giải, đấy là xong. Tuy nhiên mà với cái việc mà mình đi làm linh phù bán nhà thì lại phải có kết nối tâm linh, lại phải mất công sức ra viết linh phù, đúng không? Từ nãy tôi nói đến yếu tố phong thủy rồi thì bây giờ tôi nói tiếp đến yếu tố tâm linh, là cũng có thể chẳng hạn là thần linh của khu đất hợp với gia chủ, người ta không muốn bán, hoặc thậm chí là trong cái khu đất có vong, mà vong đấy hợp sóng, hợp tần số với cho gia chủ, người ta không muốn gia chủ đi, thì đấy cũng là những cái yếu tố làm cho nhà của chúng ta khó bán. Nên là cái việc viết linh phù chính là kết nối với thế giới tâm linh. Một là để xin thần linh hoặc là vong linh trong nhà nếu có thì người ta giúp cho việc chúng ta bán dễ hơn. Hai là xin chư vị tiên linh là giúp chúng ta đưa khách hàng về. Đó là lý do tại sao mà khi viết linh phù bán nhà thì gia chủ bắt buộc vẫn phải đăng một cái bài báo gì ạ, bài báo gọi là bán nhà. Tất nhiên có những nhiều cái trường hợp mà tôi giúp là người ta viết linh phù, người ta mang về nhà người ta đốt thì chưa kịp đăng đã có người đến mua luôn rồi. Thì giống của anh ở trong Sài Gòn ấy, tức là để nhà bán mà anh bảo cũng tầm chục năm, 10-12 năm không bán nổi, là kiểu gì không bán được. Nhưng mà đến lúc tôi đưa linh phù cho anh mang vào trong Sài Gòn đốt thì bán luôn trong vòng 1 tuần. Thì đấy là những cái việc thành công nó cũng rất là nhanh. Đi vào việc viết linh phù thì viết linh phù bán nhà có dễ hay không thì thực ra là nó không dễ. Nó không hề dễ như các bạn đơn giản. Nhiều người là cứ mua cái cuốn sách linh phù rồi ngồi viết. Nó không đơn giản như vậy. Mọi thứ nó có liên quan với nhau. Chẳng hạn là để viết linh phù bạn có phải có một cái trường khí lớn. Cái trường khí đấy thì bạn tập khí công cũng được, nói chung bạn tập môn nào cũng được. Tuy nhiên thì trong cái khóa hướng dẫn về công cụ của Tầm Long ấy, thì tôi có những cái
bài tập nó rất đơn giản và cơ bản. Hàng ngày bạn phải bỏ ra ít nhất nửa tiếng tập. Bạn phải tập liên tục thường xuyên khi bạn có một cái trường năng lượng. Quan trọng là cái trường năng lượng đấy nó phải dương, cao và ổn định, thì nó mới hỗ trợ cho việc viết phù hiệu quả. Chứ ví dụ bình thường các bạn không hề biết tập này, các bạn mua một cuốn sách linh phù về các bạn chép, chắc chắn sẽ không hiệu quả. Hoặc là các bạn cũng tập nhưng không thường xuyên, không có khí, cũng không hiệu quả. Hoặc là các bạn không học, không được chứng, việc kết nối tâm linh, việc thông linh kém, thì linh phù nó sẽ hiệu quả kém hơn. Do đó thì tôi khuyên với những ai mà muốn tự viết linh phù thì tốt nhất là nên qua một cái khóa học về linh phù này. Thứ hai là phải học cái khóa về công cụ. Thì tại vì trong cái khóa công cụ thì tôi hướng dẫn kể cả khả năng tập luyện cũng như đo đạc, kiểm tra lại cái linh phù của mình xem có đạt hiệu quả hay không. Chúng ta viết xong chúng ta phải kiểm tra xem đạt hay không, chứ nếu mà chúng ta cứ viết mà không kiểm tra thì cũng sẽ không biết là như thế nào cả. Để viết linh phù thì các bạn cần tìm cái giấy màu đỏ hoặc màu vàng, có thể có nhiều loại khác nhau. Thì ở đây là tôi có hai cái loại, một loại ra là nó cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng quan trọng là các bạn phải có cái giấy. Cái giấy để chúng ta viết phù. Đây, có thể loại to, có thể loại nhỏ. Loại to này thì phù hợp với cái dấu nó to hơn. Bút thì viết phù. Đây, chắc là bút này sẽ hợp. Viết phù thì nó cũng như làm công văn, tôi vẫn nói rồi, chúng ta phải có đầu, có đuôi, có thư gửi. Các bạn muốn gửi kết nối đến thế giới tâm linh thì phải có sự thư gửi đàng hoàng. Còn nếu mà các bạn không có thư gửi thì nó sẽ rất khó. Kết thúc là phải có đóng dấu, dù bạn đóng dấu phù của Thái Thượng Lão Quân hay của thần tài hay của gì thì các bạn phải lưu ý mình xin ai thì đóng dấu tương ứng. Vậy là tôi vừa hướng dẫn qua cho chúng ta tìm hiểu về cái linh phù bán nhà, có thể tự viết được hay không, hay là nên tìm chuyên gia viết, và nếu học viết linh phù thì chúng ta cần bắt đầu từ đâu. Lý do tôi hướng dẫn cái này một phần vì trong thời gian gần đây thì tôi nhận được khá nhiều khách hàng từ Eco Park cũng như ở Vinhome, là người ta chót đầu tư vào nhà nhưng mà sau đấy thì muốn bán vội, bán gấp mà không bán được, thì tôi phải đến để giúp gia chủ việc làm sao cho bán nhà nhanh nhất. Thì như đã nói ở phần trước tôi vừa nói rồi, thì dù chỉ là viết linh phù nhưng mà tôi vẫn phải đến xem phong thủy, xem là cái ngôi nhà này có phản phong thủy hay không, có vấn đề gì cần phải xử lý về mặt phong thủy, xong sau đấy thì mới dùng linh phù là xử lý về mặt tâm linh để làm sao người ta có thể bán nhà nhanh nhất nhưng vẫn không được gây bất lợi cho những người chủ đến sau. Đấy mới là vấn đề quan trọng. Khi ta giúp một gia chủ này nhưng mà chúng ta phải tính một cách toàn diện tổng thể để đảm bảo cho gì ạ, những người mua mới người ta vẫn được ở một cái ngôi nhà tốt đạt yêu cầu về mặt phong thủy. Thì đấy mới là cái vấn đề của người làm linh phù bán nhà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hãy nhớ bấm đăng ký để nhận những thông tin mới nhất.